cái hoạt động của anh em chúng tôi ở sân bóng ngày hôm nay ở trên sân bóng ở phường ở Định Công Hạ ấy, thì các bạn cũng biết là công an Việt Nam họ đã cử công an hôm nay, họ rất là cảm ơn các anh ấy, là ít nhất thì các anh còn mặc cái bộ cảnh phục được nhân dân đóng thuế ra để các anh mặc đầy đủ, không như mọi bữa khác là anh phải giả dạng quân đồ. Thì hôm nay riêng cái điểm đó, thay mặt đội toàn thể đội UFC, tôi gửi lời chân thành cảm ơn các anh, vì dẫu sao nữa thì có một sự đoàn hoàng, chút đoàn hoàng nào đấy. Mọi người cũng biết là hôm nay thì nhiệt độ ở thủ đô Paris tráng lệ version 2 cực kỳ khủng khiếp, và có lẽ từ tôi hơn 40 tuổi đầu và từ thủa cha sinh mẹ đẻ tôi ra đến lúc này chưa có một lần nào nóng khủng khiếp như là hôm nay. Mặc tuy là như vậy, thế nhưng mà anh em của chúng tôi thì vẫn rất nhiệt tình, cái tinh thần thể thao rất là hăng say. Và như thường lệ thì buổi chiều 4-5 giờ chiều chúng tôi tập hợp nhau lại để sinh hoạt thể thao lành mạnh, để rèn luyện sức khỏe. Nhưng mà khi mà chúng tôi đá bóng được khoảng 10-15-20 phút gì đó thì phía công an phường Định Công hay là Định Công Hạ gì đó tôi không rõ, nhưng mà ở phường cái địa điểm đấy là ở Định Công Hạ, thì họ đến họ ra lệnh cho chủ sân là không cho chúng tôi đá bóng. Thì các bạn theo dõi cái live stream buổi chiều nay các bạn cũng biết được cái diễn biến nó xảy ra như thế nào rồi. Tôi chỉ muốn bình luận về cái chuyện các anh ấy, các anh công an ngay ở trên sân ấy, thì người cao nhất mặc cảnh phục bước vào sân để phá đám cái việc đá bóng của chúng tôi là đeo cấp hàm thiếu tá, và người thứ hai là đeo cấp hàm đại úy. Thì cái viên thiếu tá đó là khi mà anh ta ra sân thì tôi đi đến và tôi đối diện với anh ta, thì khi tôi cứ đi đến thì anh ta lại quay mặt đi, anh ta lại quay mặt đi và né luôn cả cái biển hiệu và số hiệu của anh ta trên ngực. Và anh tôi quay mặt hướng đông thì anh ta lại quay hướng tây, tôi quay hướng anh lại quay về hướng bắc. Anh không dám đối diện với tôi để trả lời những câu hỏi chất vấn của tôi là tại sao các anh lại làm những cái việc như vậy, và các anh là dựa trên cái cơ sở pháp lý nào mà các anh lại dừng cái việc sinh hoạt thể thao nói chung và đá bóng nói riêng của những người công dân như tôi. Thì họ anh ta né tôi, và chỉ có anh đại úy Hùng, tôi xin cảm ơn anh đại úy Hùng đã không né mặt trước một người như tôi là một công dân. Anh ấy có trả lời những câu hỏi của tôi, nhưng mà tôi hỏi là anh tại sao các anh lại dừng của chúng tôi đá bóng. Các anh nói rằng là chúng tôi ra đá bóng thì các anh mới nhận được lệnh không cho chúng tôi đá bóng. Tôi nói là các anh lệnh từ ai thì các anh ấy không nói được. Vậy thì tôi nói với các anh ấy là vì các anh đang mặc những trên mình những cái bộ cảnh phục và theo quy định các anh đang đại diện cho pháp luật, và chúng tôi là những người dân, những người công dân đang thực thi những quyền hạn của mình, sinh hoạt những cái điều rất là bình thường. Bởi vì các bạn cũng biết dân tộc Việt Nam của chúng ta là một cái dân tộc rất ưa chuộng môn bóng đá, hoặc là xem theo dõi bóng đá, hoặc là tham gia thi đấu ở những cái trận đấu mang cái tính rất là nghiệp dư như kiểu của chúng tôi chẳng hạn. Thế thì trên khắp cái thành phố Hà Nội này, hay là gọi là thủ đô Paris tráng lệ version 2 này, nó có hàng vạn những người dân bình thường sau mỗi một ngày làm việc hoặc là những cái dịp cuối tuần người ta dành thời gian để luyện tập thể thao để đảm bảo sức khỏe, để có cơ hội giao lưu gặp gỡ trao đổi với nhau về tất cả các cái chia sẻ với nhau những cái niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Thế thì đó là một cái điều rất là bình thường, và đương nhiên những cái hành động đó nó không có gây tổn hại gì cho bất kỳ ai cả. Tôi không hiểu những người cộng sản, tất nhiên là tôi không muốn nói là những cái ông những anh thiếu tá hay là những anh đại úy hay trung úy, vì những người là người lính tôi coi là những người đàn em, mà thực sự họ chỉ ít tuổi hơn tôi coi là những người đàn em, tôi không muốn bình luận nhiều về họ. Nhưng tôi muốn đặt câu hỏi cho những cái người gọi là cầm quyền lực, đặc biệt là những vị bộ trong ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, những vị ủy viên của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, mấy chục vị, mấy trăm vị như vậy. Tôi thử hỏi quý vị, nếu như thay vì người dân tham gia sinh hoạt những cái môn thể thao để rèn luyện sức khỏe như thế, mặc dù kể cả trong một cái thời tiết khắc nghiệt như ngày hôm nay, nhiệt độ hơn 40 độ C và trên mặt đường nhựa thậm chí đến 60 độ C, hơn 50 độ đến 60 độ C,
và có thể dán chứng được ở trên mặt đường. Vậy thì thay vì chúng tôi tham gia sinh hoạt những cái hành động nó bổ ích như thế và rèn luyện sức khỏe và nó tốt cho chúng tôi cũng như tốt cho xã hội, hay là các vị lại muốn rằng những thanh niên Việt Nam đổ đốn chỉ biết hút sách, ma túy, cờ bạc, đĩ điếm, tôi hỏi các ông có muốn chọn cái phương án nào? Tại vậy thì tại sao các ông lại phải huy động một lực lượng rất là đông, không phải cứ hôm nay, cái ngày hôm nay là cái đỉnh điểm, và hai nữa là nó có bằng chứng rất là cụ thể là các ông với cảnh phục đàng hoàng, với cầu hiệu, vé áo, với con những sao, những gạch, thiếu tá, đại úy và rất nhiều các úy, các sĩ khác nữa, thì tại sao các ông phải cho một cái đội ngũ chỉ ăn lương của người dân và lại đi quay ra lại phá rối và gây khó dễ cho chúng tôi trong cái chuyện sinh hoạt thể thao ngay trên sân. Tôi đã chất vấn anh đại úy Hùng và anh có nói rằng là anh đấy ra đây làm nhiệm vụ. Tôi nói rằng trên sân bóng này chúng tôi trả tiền cho sân bóng, cho chủ sân, chúng tôi tuân thủ nội quy của họ là sinh hoạt thể thao đá bóng thuần túy. Vậy thì tôi có làm điều gì sai? Và cái việc đá bóng của chúng tôi nó là những cái cam kết, nó là những cái gọi là thỏa thuận dân sự giữa chúng tôi là những thành viên NoFC đá bóng với chủ sân là cái người mà có cái thuê cái mảnh đất đó để mà cho chúng tôi, và chúng tôi trả tiền, chúng tôi đá bóng chúng tôi trả tiền, chúng tôi uống nước chúng tôi trả tiền như tất cả mọi người, cũng như là ngay cả những cái ông công an đi đá bóng thế thôi. Chúng tôi không hề ăn quỵt, thế còn các anh công an đi đá bóng ăn quỵt không thì tôi không biết, nhưng mà riêng với chúng tôi trả tiền đầy đủ, từ tiền thuê sân, tiền thừa mua nước uống, tiền gửi xe, chúng tôi đều trả đầy đủ và chưa bao giờ chúng tôi có một hành động ăn quỵt hay là làm gì nó xâm phạm đến cái quyền lợi giữa cam kết giữa chúng tôi đội bóng với lại cái chủ sân là cái người cho chúng tôi thuê trong vòng 1 tiếng rưỡi hoặc là 2 tiếng gì đó. Vậy thì tôi hỏi các anh đại úy Hùng là tại sao anh này, nhiệm vụ của anh đây là gì? Đây là sinh hoạt giữa dân sự, giữa những người dân với những người dân. Nó có xảy ra trộm cắp, đĩ điếm, hút sách hay là buôn bạc giả hay gì không? Anh ta không trả lời được, anh ta chỉ nói rằng tôi có nhiệm vụ ra đây. Tôi hỏi vậy thì anh ta nhiệm vụ của anh cụ thể nó là cái gì? Phải chăng nhiệm vụ của anh là ra đây để quấy rối những cái hoạt động một cách dân sự của người dân phải không? Anh ta cúi mặt không trả lời được câu hỏi đấy của tôi. Cái sự cúi mặt đấy, tôi cảm ơn cái sự cúi mặt đấy, bởi vì dẫu sao trong tôi nhìn vào mắt anh ta và cái cúi đầu của anh ta một chút nào đó nó còn thể hiện một chút con người, nó không quá trở thành một con robot. Tôi ở đây tôi không miệt thị, nhưng tôi tiếp xúc với rất nhiều các loại công an cũng như an ninh từ trên đường phố cũng như trong các văn phòng làm việc của họ, đầy đủ binh hùng tướng mạnh xung quanh tôi. Tôi đã từng như đó, và mỗi một dịp như đó tôi thường lấy những cái dịp đó là cái cơ hội để tôi tiếp xúc, và tôi sẽ nhìn thẳng vào ánh mắt của người ta để xem họ ta trong người ta còn bao nhiêu chất của cái con người hay là nó toàn bộ là robot hết. Tôi rất, mọi người rất gọi là phản đối cái chuyện gặp mặt công an hay an ninh, nhưng riêng đối với cá nhân tôi, anh chị, tôi sẵn sàng tiếp xúc với họ và tôi sẵn sàng đấu lý với họ, chất vấn với họ trên cơ sở người dân và thực hiện các cái quyền công dân căn bản, tức là quyền civil right, quyền công dân và cái hay là gọi là quyền chính trị đó, và quyền con người. Chúng ta sinh ra đều là con người, đúng không ạ? Chúng ta sinh ra con người có những cái quyền căn bản. Một trong những thứ đó là việc sinh hoạt thể thao, nó là một cái quyền rất là căn bản. Tôi nói với các anh Hùng hôm nay, tôi nói rằng các anh sau buổi làm việc của các anh có thể cởi bộ cảnh phục, các anh cũng xỏ giày và đi đá bóng như chúng tôi, không khác gì nhau cả. Vậy thì tại sao các anh lại bây giờ các anh lại điều quân điều tướng rất là đông đảo ra sân, rồi là đi vào sân một cách nó không thiếu cái tính con người, đúng không? Tôi chỉ nói với tôi chứ nói về mặt pháp luật, riêng con người với nhau thôi mà các anh làm như vậy thì là không thể nào mà chúng tôi chấp nhận được. Thế thì thực ra ấy thì đối với anh em chúng tôi, những anh em NU đây, Thắng hay rồi Dũng hay là Hoàng Thành đây, rồi các anh khác đang ngồi ngoài đây, từ việc chúng tôi va chạm với lại các thể loại an ninh, công an, từ to đến bé, từ tướng tá úy sĩ đến loại lưu tử xã hội đen, chúng tôi va chạm hết, kể cả ban ngày cũng như ban đêm nha, chúng tôi va chạm hết. Chuyện này nó như là cái gãi ghẻ đối với chúng tôi thôi, nó chả là cái gì cả. Họ đã từng vác dao, vác ma tấu ra sân định chơi chúng tôi, nhưng mà có người nói rằng cắt cổ được thì cắt luôn tại đây đi cũng được, nhưng họ đâu có dám. Chúng tôi đã từng như thế, và tôi nhắc lại đối với tôi và những người như khác, một câu nói của tôi: sống làm người để đốn 40 tuổi đối với tôi đã bằng những người khác sống mà không rũ bỏ cái trách nhiệm làm người đến 80 rồi. Cho nên tôi hơn 40 tôi đang thượng thọ rồi, với người khác 80 là thượng thọ, với tôi 40 là thượng thọ, và tôi hơn 40 tôi thừa tuổi thượng thọ. Tôi nói với các anh như thế. Vậy thì các anh phải biết rằng là gì,
tôi không trách cứ quá nhiều những anh lính chân đen nha, những anh lính mà, nhưng hôm nay tại vì tôi nhìn thấy trong ánh mắt của anh Hùng, đại úy Hùng, có một cái sự ngượng nghịu và một sự bối rối. Tôi biết trong người anh vẫn còn một chút nào đó con người, chứ nó không phải là hoàn toàn robot cả. Tôi muốn nói chuyện đây để cho những anh vẫn còn một chút con người để các anh suy nghĩ, cùng suy nghĩ với chúng tôi. Chứ tôi những cuộc dạng robot tôi không cần phải nói, nhưng tôi muốn nói với các anh đang thực thi cái mà các anh gọi là nhiệm vụ đấy. Tại sao các anh chúng tôi đá bóng, các anh ra sân nhiệm vụ là gì? Các anh không trả lời được. Và nhiệm vụ của anh chỉ là để quấy rối. Vậy thì tại sao một người có đầy đủ quyền hành, công lực trong tay, mình khoác những cái bộ áo và đại diện cho cả một cái chính quyền, cầm quyền lực trong tay, các anh hành xử một cách mà nó lại thiếu một cách minh bạch, rồi là nó không ngay thẳng như thế, để cho người dân. Và đặc biệt hôm nay đội bóng của chúng tôi có một người bạn là người nước ngoài, là thì chúng tôi có mời ra để xem chúng tôi thi đấu. Thế thì bạn ấy đã vô tình, bạn ấy lại chứng kiến được tất cả những cái hành động của các bạn, và người ta có hỏi tôi về rất nhiều về những cái chuyện là tại sao nó lại như xảy ra như vậy nọ kia. Tôi quả thực với các anh là tôi không thèm nói xấu mà điều gì, thậm chí tôi còn nói tốt cho các anh, tôi nói đỡ cho các anh nhé. Tôi nói rằng là gì, có thể hôm nay trời nóng quá, chừng chưa trong lịch sử chưa bao giờ có một cái trận nóng như thế này, hơn 40 độ C. Có thể các anh công an đó thông cảm, có thể mà thần kinh người ta không được vững, cho nên là người ta nói tiếng Việt mình ấy, tức là nó bị động kinh đấy. Thì tôi nói là như thế, thì tôi nói vui với họ, tức là tôi nói giảm, nói tránh đi cho các anh đấy, chứ tôi không thèm là nói xấu các anh đâu nhá. Tôi chưa thể thèm nói sự thực thôi, tôi chỉ nói ngay cả lúc ở sân, các anh có nhớ không, tôi ngồi tôi nói luôn đấy, các anh cứ rêu rao rằng chúng tôi nói xấu các anh. Vậy thì tôi hỏi các anh ngay cái hành động chiều ngay ngày hôm nay xảy ra lúc này, tôi có nói xấu các anh gì hay không, hay chính những hành động của các anh đang tự bôi xấu vào mặt các anh và những người cao hơn các anh rất nhiều, đúng không ạ? Đó, tôi nói rồi, chỉ cần tôi nói đúng sự thực thôi, chứ không cần phải nói xấu nhá. Bởi vì tôi cần gì phải nói xấu, cái đít nồi nó đã đen rồi thì cần gì phải bôi làm gì cho nó bẩn tay mình, đúng không ạ? Tôi chỉ cần nói rằng cái đít nồi kia đen, thế thôi. Còn người ta, những người nước ngoài đó, người ta tận mắt chứng kiến và người ta sẽ có cái soi xét của người ta có những cái bình luận, có những cái nói viết về cái chuyện đó xảy ra. Tôi cảm ơn các anh hôm nay ở phường Định Công hay Định Công Hạ gì đó, ít nhất thì các anh cũng đã một cách gọi là nghiêm chỉnh, các anh mặc cảnh phục mặc dù trời nóng, nhưng các anh vẫn mặc cảnh phục đầy đủ, chứ nó không có như những cái sân khác, những cái phường khác, quận khác lại công an phải cười bỏ áo ra, phải đóng vai làm xã hội đen. Nó thấy các anh, nó thấy nó bần tiện quá không? Tại sao các anh nhỉ? Tôi nói với ông Khương, hôm nay tôi muốn nói với ông Khương, giám đốc công an thành phố Hà Nội, ông là người thứ ba, đời giám đốc thứ ba của công an Hà Nội, dám đã đối mặt với chúng tôi, đối diện với những cái việc làm của chúng tôi, những anh em, những người dân Hà Nội. Chúng tôi thực ra làm những cái việc với tư cách là thành viên NoFC, các ông thừa biết chúng tôi tham gia biểu tình phản đối cái chính sách xâm lược ở trên Biển Đông của nhà cầm quyền Bắc Kinh từ cái năm 2007 khi mà họ tuyên bố thành lập tham gia năm 2007 cho đến bây giờ là 2007, 10 năm trải qua biết bao những cái cuộc biểu tình của anh em chúng tôi, cũng như người dân Hà Nội, cũng như là tất cả ở khắp nơi ở trên cái đất nước Việt Nam này mà tham gia ở các thành phố lớn, đặc biệt ở Hà Nội. Thế thì các ông thử nhìn xem, các ông lúc đó các ông nói với chúng tôi là như thế nào? Các ông bắt chúng tôi bắt cóc về đồn, có những người bị đánh đập, có những người bị tra khảo, dọa dẫm, các ông đủ mọi cái hình thức, mặc dù quyền lực trong tay, nhưng các anh rủ đủ các cái trò bỉ ổi và bần tiện đối với những người biểu tình như chúng tôi. Và chúng tôi biểu tình là gì? Là nói lên tiếng nói của người dân trước cái việc lãnh thổ lãnh hải của quốc gia của chúng ta bị nhà cầm quyền Bắc Kinh người ta xâm lấn từ năm 27, từ khi nhà cầm quyền Bắc Kinh tuyên bố thành lập Tam Sa cho đến lúc này. Các anh biết họ đã làm những cái gì chưa? Các anh, họ đã biến những cái pháo, những cái đảo đá chìm vốn dĩ là chìm, cướp bằng vũ lực như gạc ma, như châu viên, như chữ thập, bây giờ họ biến thành những cái nơi pháo đài bất khả xâm phạm. Họ xây họn hải đăng, họ bố trí ra là trạm radar để mà có thể khống chế toàn bộ Biển Đông cũng như cái lãnh thổ của Việt Nam mình, bán kính của họ hàng nghìn km. Và bây giờ họ đang điều ra các máy bay và tên lửa. Tên lửa là gì? Để khống chế, để sẵn sàng chĩa những cái ngọn tên lửa đấy vào đất nước của chúng ta là chính. Vậy trong khi đó, những người đảng lãnh tụ hay là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và người đương nhiệm là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn luôn rêu rao rằng Trung Quốc là người đồng chí tốt. Vậy thì tốt đẹp cái gì khi mà nó chĩa súng vào đầu mình mà lại họ lại tốt đẹp? Vậy thì tại sao tôi không phải là đảng viên Đảng Cộng sản? Tại sao tôi phải nghe lời những cái người kẻ mất danh là Cộng sản như thế? Tôi xin nói với các ông, đất nước Việt Nam còn tồn tại đến ngày hôm nay, nó là chất đống của hàng triệu kg xương máu, hàng tỷ lít máu của bao thế hệ người Việt, chứ nó không phải của riêng những người Cộng sản, của các ông, đúng không ạ? Thời xưa tiền nhân đã nói gì? Một thước đất mà để lọt vào tay giặc, bảy trắng đội chu di cửu tộc.
các ông đã xứng đáng chưa? Các ông đã xứng đáng để cái quyền mà các ông gọi là lãnh đạo đất nước chưa? Hay là các ông để từ cái chuyện mà những cái điểm đá chìm bây giờ trở thành những pháo đài bất khả xâm phạm của thằng giặc Trung Quốc? Các ông có thể coi Đảng Cộng sản Trung Quốc là bạn, nhưng đối với người dân của chúng tôi, những người có tiếng nói và có lý trí, không bao giờ coi những kẻ xâm lược đó là bạn, mà luôn tiếp là kẻ thù. Tôi nói với các ông là như vậy nhá. Cho nên là các ông có thể ôm chân đỡ, nhưng chúng tôi những người Việt sẵn sàng đứng thẳng người và cất lên tiếng nói chính thức của mình để xả thân bảo vệ Tổ quốc. Đó là cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ của chúng tôi. Các ông không có quyền tước đoạt cái quyền đó, và nếu ông sẵn sàng, chúng tôi sẵn sàng đáp trả lại các ông cái những ngày đó. Các ông không có quyền gì tất cả. Ở đây tôi muốn nói chia sẻ với các anh công an, những anh lính, tôi nói kể cả đến tá, đại tá rồi xuống, chỉ là như chó con mà là lính mà thôi, chứ là cái gì cả. Các anh phải hiểu rằng đất nước còn tồn tại đến ngày nay, nó không phải là do của những người cộng sản. Thậm chí ngay cả dưới sự lãnh đạo của cộng sản, như các ông nói, nó là xương máu của hàng triệu con người, trong đó có cả người thân của gia đình tôi nhá, chứ không phải là của những người cộng sản. Vậy thì tại sao các ông để mất như thế? Và tôi với là một người tư cách cá nhân con người, tiền nhân có nói, quốc gia hưng vong thì thất phu và hữu trách. Đất nước gặp những cái điều tiếng như thế, chúng tôi với tư cách người dân, chúng tôi có quyền nói lên tiếng nói của mình. Chúng tôi chỉ ra rằng những cái đó là người Trung Quốc dùng vũ lực, dùng sức mạnh để cưỡng chiếm, để cướp đoạt, chứ không phải là của họ. Thế tại sao các anh lại nghe lời của họ? Các anh sử dụng những cái trò bẩn tiện và bỉ ổi như vậy. Các anh đồng hoàng, nếu như chúng tôi có sai, tôi nói ngay các anh ở trên đó, trên sân, nếu như cái việc thành lập đội bóng NFC và sinh hoạt của đội bóng NFC có cái điều gì các anh bảo là vi phạm pháp luật, tôi đề nghị các anh làm văn bản. Nếu các anh không đủ từ thẩm quyền và tư cách để làm cái văn bản đó, tôi đề nghị các anh nói lên với ông Khương, hiện tại là đương kim giám đốc của công an thành phố Hà Nội, hãy ra một văn bản và ghi rõ ở trong đó, ký tên đóng dấu ông Khương vào đó, là từ ngày ABCGRS này tuyệt đối cấm những thành viên NFC có tên sau đây, liệt kê đầy đủ tên chúng tôi ra, không được phép đá bóng. Chúng tôi không đá bóng ngay nhé. Ông Khương thân làm tướng phải có cái uy, cái dũng, cái liêm và cái sĩ. Tại sao ông làm tướng mà ông không chịu dám đối mặt với những cái việc đó? Ông lại đi xui những người lính, những người lính rất trẻ. Hôm nay tôi nhìn thấy có những thượng sĩ, những trung sĩ rất là trẻ, họ là lính nghĩa vụ. Tôi nhìn cái ánh mắt của họ mà khi bị chúng tôi chất vấn, mà họ, cái ánh mắt của họ tôi nhìn thấy, tôi cảm thấy tôi thương hại họ, chứ tôi không hề một điều gì gọi là tôi nghĩ xấu về họ cả. Mà tôi nhìn vào ánh mắt những người lính trẻ đó, tôi thương họ, bởi vì họ cả một cái đời trai của họ, oai hùng của họ. Ngày xưa khi còn bé, tôi đã đọc những cái cuốn sách tiểu thuyết chứ là hình sự, viết về chiến công của các ông lính gọi là lính hình sự. Tôi ngày đó tôi cũng mong ước trở thành một người lính hình sự, nhưng bây giờ lớn tôi đã thay đổi. Các ông tại sao, biết tại sao không? Bởi vì chính từ cái việc trang giấy cho đến thực tại cuộc sống này, nó là một sự thật bẽ bàng và đi ngược lại tất cả những cái gì tôi hình dung tốt đẹp nhất về những cái người gọi là ăn lương của dân đóng góp và đảm bảo trật tự trị an của dân, lại quay ra đàn áp dân. Và thậm chí khi người dân chất vấn còn đuối lý, không thể trả lời những cái câu hỏi hoàn toàn chính đáng và hợp pháp của người dân như vậy. Thế thì tôi thử hỏi các anh, các anh khoác lên bộ mình một bộ quần áo công an để mà người dân người ta kính phục, ngưỡng mộ các anh, hay là người ta bỉ bai, người ta khinh rẻ các anh? Cái đó tôi có nói xấu không? Hay là bằng chính cái bằng việc của các anh tự bôi gió chắc chấu lên cái bộ quân phục, nó vốn dĩ nó đẹp đẽ với một cái sứ mạng của nó, để bây giờ các anh thay vì lựa chọn cái mục đích là bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ cho những quyền lợi của người dân là những người mà đóng thuế để nuôi các anh, thì các anh lại quay ra các anh phục vụ cho một nhóm rất là thiểu số, đi ngược lại với toàn bộ lợi ích của cả dân tộc Việt Nam trên hơn 90 triệu này và của đất nước này. Thế thì các anh, và các anh nhận lại cái thành quả của cái việc các anh chỉ đảm bảo biết trưng cái khẩu hiệu còn đảng còn mình, ở đây đảng nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam. Các anh chỉ biết treo hẳn cái khẩu hiệu lên trên trụ sở của các anh, còn đảng còn mình. Các anh bất chấp đạo lý, bất chấp tất cả những cái gì thuộc về con người. Các anh sẵn sàng ra tay, các anh sẵn sàng thi hành những mệnh lệnh nó ngu xuẩn nhất, nó bỉ ổi nhất và nó khốn nạn nhất. Thế thì tôi thử hỏi các anh, làm sao người dân chúng tôi có thể dành tình cảm tốt đẹp cho các anh được, với nếu như các anh hoặc hành xử với những người dân như thế, đúng không ạ? Vậy cho nên tôi nói ở đây hôm nay tôi muốn gửi lời, đặc biệt gửi lời đến Khương. Nếu như ông cảm thấy đủ xứng cái uy, cái dũng, cái liêm và cái sĩ của một người làm tướng, đeo trên vai áo của mình làm tướng, cầm đầu 2 vạn chiến sĩ công an ở thủ đô Hà Nội, oách chưa, oai hùng chưa? Tại sao ông không dám ra đối mặt với một cái sự thật rằng nếu như ông coi cái sinh hoạt của đội bóng NFC của chúng tôi là bất hợp pháp, là phạm tội nghiêm trọng, ông ra một văn bản đi. Thậm chí ông có thể bắt, đọc lệnh bắt chúng tôi về cái chuyện đá bóng đó. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận và nổ nụ cười rất tươi,
không hề, không hề một chút nào gọi là trách cứ ông. Nếu ông dám làm cái điều đó, ông dám làm một người quân tử như thế, ông xứng đáng làm vị tướng đứng trước 2 vạn chiến sĩ của ông, mà ông dám làm điều đó. Tôi đứng trước 100 anh em đấu, đứng trước 20 mấy anh em đã thường xuyên đá bóng, tôi sẵn sàng đấu với ông về cái chuyện đó. Tôi sẵn sàng, thậm chí nếu ông muốn bắn, tôi sẵn sàng là người ghi danh đầu tiên để ông bắn. Bởi vì đối với tôi, nhắc lại câu nói của tôi, sống 40 tuổi đã là thượng thọ rồi ông ạ, và tôi hơn 40 tuổi rồi, cho nên tôi được ngày nào là đang trời cho tôi ngày đấy, chứ không phải tôi sống để nếu tôi có chết, người xa lạ vẫn còn giỏ nước mắt vì cái chết của tôi, vẫn gửi vòng hoa đến viếng của tôi. Không như các ông sống để người ta đào mà bố mà mẹ các ông đã chết lên, và chết người ta còn nhổ một bãi nước bọt vào cái chết của ông. Ông hãy lựa chọn đi. Nếu như ông, tôi lần hôm nay tôi live stream để tôi nói với ông, tôi đặc biệt tôi nói với ông Khương, kể cả ông Tô Lâm, các ông cảm thấy rằng việc làm của chúng tôi trái pháp luật, bất kỳ kể cả cái luật rừng và củ chuối nhất của chế độ ông già này, ông cứ ra văn bản, thậm chí ông có thể bắt bỏ tù hoặc là bắn giết chúng tôi chấp nhận điều đấy. Nhưng tôi phản đối cái hành vi điều chuyển, xua đuổi, xua những cái anh lính trẻ nhá, những cậu lính trẻ, hãy để cho chúng nó có tương lai, đừng biến người ta thành những con robot, đừng làm việc bất nhân bất nghĩa như vậy nhá. Và các anh lính, các anh, tôi cũng gửi lời đến các anh, các anh cần con người, nó có bố mẹ tổ tiên nhà các anh đã để lại hồng phúc một chút nào đó, thì cố các anh, nếu mà không tích được cái tí đức nào cho các con cháu đời sau của các anh ấy, thì các anh cố gắng làm sao đừng hủy những cái phúc đức của ông bà tổ tiên của mình đã bao nhiêu đời để lại cho các anh. Đến đời các anh mà các anh làm những điều bất nhân bất nghĩa như thế với dân với nước, thì các anh sẽ tiêu tán hết tất cả những cái phúc đức đó. Và tôi cam đoan cái phúc đức của các cụ mà không còn, thì đời sau con cháu thì nó cũng không có cái gì hay ho và tốt đẹp cả các anh ạ. Thế còn tôi thì sẵn sàng, tôi nói gửi lời đến các anh này, thay vì các anh đến phá rối đội bóng của chúng tôi hôm nay ngay tại sân tượng có đề nghị các anh hãy thành lập những cái đội bóng của các quận, các phường. Chúng tôi sẽ sẵn sàng gửi thư giao lưu đá bóng, học hỏi chúng ta trên tinh thần tôn trọng nhau, tôn trọng sự khác biệt, khác biệt về quan điểm chính trị, khác biệt về tư cách, khác biệt về lối sống, nhưng mà chỉ thuần túy về thể thao và chơi với tinh thần fair play. Thì anh em Nouveau-Chevreux của chúng tôi sẵn sàng sẽ thi đấu với các anh nhé. Và các anh có thể, bởi vì sao, khi thi đấu các anh có thể nhìn thấy chúng tôi làm cái gì, các anh có thể khống chế được. Ví dụ chúng tôi phạm tội, các anh có thể bắt ngay tại chỗ, đúng không ạ? Hay là các anh gọi các đồng đội của các anh mặc cảnh phục đến bắt ngay chúng ta tại chỗ. Chúng tôi chấp nhận điều đấy. Thay vì các anh làm những cái việc này, tôi cảm thấy nó xấu hổ cho cả các anh, nó chui nhủi, rồi ngay cả cái ánh mắt của các anh ấy. Bây giờ về tối các anh nằm, đêm nay nóng lắm, các anh không ngủ được. Kể cả tôi nghĩ rằng là có nằm ở trong phòng điều hòa thì cũng sẽ khó ngủ. Các anh thử hỏi mình xem, các anh làm thế có đúng không? Có đúng không? Và chúng tôi làm thế có gì sai? Tôi sẵn sàng đối thoại với các anh về những cái chuyện đó. Chúng ta hãy cố gắng sống làm con người, thay vì chúng ta sống làm một cái gọi là chỉ là một động vật, hay là một sinh vật sống, hay là một con robot. Tôi nói câu cuối cùng, làm người thì khó, chứ còn làm chó thì nó dễ lắm. Vâng, tôi xin chúc sức khỏe các anh, và các anh có những cái buổi đối thoại tốt đẹp hơn với tôi. Xin gửi lời cảm ơn tất cả các anh, gửi lời chào tất cả mọi người. Chào, gặp những gương mặt của nó một cái nhờ. Gặp của nó một cái. Gặp để coi như là để biết là ai là nó. Gặp biết ai là nó nhá. Nào. Đây nó UFC đây, đấy chiếc nó UFC đó. Chào mọi người nhá. Ai đây? Rồi, xin chào mọi người nhá. Xin cảm ơn đã theo dõi. Rồi, bye bye mọi người. Các anh cứ rêu rao rằng chúng tôi nói xấu các anh. Vậy thì tôi hỏi các anh ngay cái hành động chiều ngay ngày hôm nay, xảy ra lúc này, tôi có nói xấu các anh gì hay không? Hay chính những hành động của các anh đang tự bôi xấu vào mặt các anh và những người cao hơn các anh rất nhiều, đúng không ạ? Đó, tôi nói rồi, chỉ cần tôi nói đúng sự thực thôi, chứ không cần phải nói xấu nhá. Bởi vì tôi cần gì phải nói xấu? Cái đít nồi nó đã đen rồi thì cần gì phải bôi làm gì cho nó bẩn tay mình, đúng không ạ? Tôi chỉ cần nói rằng cái đít nồi kia đen, thế thôi. Còn người ta, những người nước ngoài đó, người ta tận mắt chứng kiến, và người ta sẽ có cái soi xét của người ta, người ta có những cái bình luận, có những cái nói viết về cái chuyện đó xảy ra. Tôi cảm ơn các anh hôm nay ở phường Định Công hay Định Công Hạ gì đó, ít nhất thì các anh cũng đã một cách gọi là nghiêm chỉnh, các anh mặc cảnh phục mặc dù trời nóng, nhưng các anh vẫn mặc cảnh phục đầy đủ, chứ nếu không
không có như những cái sân khác, những cái phường khác, quận khác. Lại công an phải cười bỏ áo ra, phải đóng vai làm xã hội đen. Nó thấy, các anh nó thấy nó bần tiện quá không? Tại sao các anh nhỉ? Tôi nói với ông Khương, hôm nay tôi muốn nói với ông Khương, giám đốc công an thành phố Hà Nội, ông là người thứ ba, đời giám đốc thứ ba của công an Hà Nội, đã đối mặt với chúng tôi, đối diện với những cái việc làm của chúng tôi, những anh em, những người dân Hà Nội. Chúng tôi thực ra làm những cái việc với tư cách là thành viên NoFC, các ông thừa biết chúng tôi tham gia biểu tình phản đối cái chính sách xâm lược ở trên Biển Đông của nhà cầm quyền Bắc Kinh từ cái năm 2007 khi mà họ tuyên bố thành lập Than Sa năm 2007 cho đến bây giờ là 2007, 10 năm trải qua biết bao những cái cuộc biểu tình của anh em chúng tôi cũng như người dân Hà Nội cũng như là tất cả ở khắp nơi ở trên cái đất nước Việt Nam này mà tham gia ở các thành phố lớn, đặc biệt ở Hà Nội. Thế thì các ông thử nhìn xem, các ông lúc đó các ông nói với chúng tôi là như thế nào? Các ông bắt chúng tôi bắt cóc về đồn, có những người bị đánh đập, có những người bị tra khảo, dọa dẫm, các ông đủ mọi cái hình thức, mặc dù quyền lực trong tay, nhưng các ông đủ các cái trò bỉ ổi và bần tiện đối với những người biểu tình như chúng tôi. Và chúng tôi biểu tình là gì? Là nói lên tiếng nói của người dân trước cái việc lãnh thổ lãnh hại của quốc gia của chúng ta bị nhà cầm quyền Bắc Kinh người ta xâm lấn. Từ năm 2007, từ khi nhà cầm quyền Bắc Kinh tuyên bố thành lập Tam Sa cho đến lúc này, các anh biết họ đã làm những cái gì chưa? Các anh, họ đã biến những cái pháo, những cái đảo đá chìm, vốn dĩ là chìm, cướp bằng vũ lực như Gạc Ma, như Châu Viên, như Chữ Thập. Bây giờ họ biến thành những cái nơi pháo đài bất khả xâm phạm. Họ xây hải đăng, họ bố trí ra là trạm radar để mà có thể khống chế toàn bộ Biển Đông cũng như cái lãnh thổ của Việt Nam mình, bán kính của họ hàng nghìn km. Và bây giờ họ đang điều ra các máy bay và tên lửa. Tên lửa là gì? Để khống chế, để sẵn sàng chĩa những cái ngọn tên lửa đấy vào đất nước của chúng ta là chính. Vậy trong khi đó, những người đảng lãnh tụ hay là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và người đương nhiệm là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn luôn rêu rao rằng Trung Quốc là người đồng chí tốt. Vậy thì tốt đẹp cái gì khi mà nó chứng ích luôn chĩa súng vào đầu mình mà lại họ lại tốt đẹp? Vậy thì tại sao tôi không phải là đảng viên Đảng Cộng sản? Tại sao tôi phải nghe lời những cái người kẻ mất danh là Cộng sản như thế? Tôi xin nói với các ông, đất nước Việt Nam còn tồn tại đến ngày hôm nay, nó là chất đống của hàng triệu kg xương máu, hàng tỷ lít máu của bao thế hệ người Việt, chứ nó không phải của riêng những người Cộng sản, của các ông, đúng không ạ? Thời xưa tiền nhân đã nói gì? Một thước đất mà để lọt vào tay giặc, mày trắng đội chu di chủ tộc. Các ông đã xứng đáng chưa? Các ông đã xứng đáng để cái quyền các ông gọi là lãnh đạo đất nước chưa? Hay là các ông để từ cái chuyện mà những cái điểm đá chìm bây giờ trở thành những pháo đài bất khả xâm phạm của thằng giặc Trung Quốc? Các ông có thể coi Đảng Cộng sản Trung Quốc là bạn, nhưng đối với người dân của chúng tôi, những người có tiếng nói và có lý trí, không bao giờ coi những kẻ xâm lược đó là bạn mà luôn tiếp là kẻ thù. Tôi nói với các ông là như vậy nhá. Cho nên là các ông có thể ôm chân bờ đỡ, nhưng chúng tôi những người Việt sẵn sàng đứng thẳng người và cất lên tiếng nói chính thức của mình để xả thân bảo vệ Tổ quốc. Đó là cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ của chúng tôi. Các ông không có quyền tước đoạt cái quyền đó, và nếu ông sẵn sàng, chúng tôi sẵn sàng đáp trả lại các ông cái những ngày đó. Các ông không có quyền gì tất cả. Ở đây tôi muốn nói chia sẻ với các anh công an, những anh lính, tôi nói kể cả đến tá, đại tá rồi xuống, chỉ là như chó con mà là lính mà thôi, chưa là cái gì cả. Các anh phải hiểu rằng đất nước còn tồn tại đến ngày nay, nó không phải là do của những người Cộng sản, thậm chí ngay cả dưới sự lãnh đạo của Cộng sản, như các ông nói, nó là xương máu của hàng triệu con người, trong đó có cả người thân của gia đình tôi nhá, chứ không phải là của những người Cộng sản. Vậy thì tại sao các ông để mất như thế? Và tôi với là một người tư cách cá nhân con người, tiền nhân có nói quốc gia hưng vong thì thất phu và hữu trách. Đất nước gặp những cái điều tiếng như thế, chúng tôi với tư cách người dân, chúng tôi có quyền nói lên tiếng nói của mình. Chúng tôi chỉ ra rằng những cái đó là người Trung Quốc dùng vũ lực, dùng sức mạnh để cưỡng chiếm, để cướp đoạt, chứ không phải là của họ. Thế tại sao các anh lại nghe lời của họ? Các anh sử dụng những cái trò bẩn tiện và bỉ ổi như vậy. Các anh đồng hoàng, nếu như chúng tôi có sai, tôi nói ngay các anh ở trên đó, trên sân, nếu như cái việc thành lập đội bóng NoFC và sinh hoạt của đội bóng NoFC có cái điều gì các anh bảo là vi phạm pháp luật, tôi đề nghị các anh làm văn bản. Nếu các anh không đủ thẩm quyền và tư cách để làm cái văn bản đó, tôi đề nghị các anh nói lên với ông Khương, hiện tại là đương kim giám đốc của công an thành phố Hà Nội, hãy ra một văn bản và ghi rõ ở trong đó, ký tên đóng dấu ông Khương vào đó, là từ ngày ABCGRS này tuyệt đối cấm những thành viên NoFC có tên sau đây, liệt kê đầy đủ tên chúng tôi ra, không được phép đá bóng. Chúng tôi không đá bóng ngay nhé. Ông Khương thân làm tướng phải có cái uy, cái dũng, cái liêm và cái sĩ. Tại sao ông làm tướng mà ông không chịu dám đối mặt với những cái việc đó? Ông lại đi xui những người lính,
những người lính rất trẻ. Hôm nay tôi nhìn thấy có những thượng sĩ, những trung sĩ rất là trẻ, họ là lính nghĩa vụ. Tôi nhìn cái ánh mắt của họ mà khi bị chúng tôi chất vấn mà họ, cái ánh mắt của họ tôi nhìn thấy tôi cảm thấy tôi thương hại họ. Tôi thương hại họ chứ tôi không hề một điều gì gọi là tôi nghĩ xấu về họ cả. Mà tôi nhìn vào ánh mắt những người lính trẻ đó, tôi thương họ. Bởi vì họ cả một cái đời trai của họ, oai hùng của họ. Ngày xưa khi còn bé, tôi đã đọc những cái cuốn sách tiểu thuyết thì hình sự viết về chiến công của các ông lính gọi là lính hình sự. Tôi ngày đó tôi cũng mong ước trở thành một người lính hình sự. Nhưng bây giờ lớn tôi đã thay đổi. Thay đổi các ông tại sao, biết tại sao không? Bởi vì chính từ cái việc trang giấy cho đến thực tại cuộc sống này, nó là một sự thật bẽ bàng và đi ngược lại tất cả những cái gì tôi hình dung tốt đẹp nhất về những cái người gọi là ăn lương của dân đóng góp và đảm bảo trật tự trị an của dân, lại quay ra đàn áp dân. Và thậm chí khi người dân chất vấn còn đuối lý không thể trả lời những cái câu hỏi hoàn toàn chính đáng và hợp pháp của người dân như vậy. Thế thì tôi thử hỏi các anh, các anh khoác lên bộ mình một bộ quần áo công an để mà người dân người ta kính phục ngưỡng mộ các anh, hay là người ta bỉ bai, người ta khinh rẻ các anh? Cái đó tôi có nói xấu không? Hay là bằng chính cái bằng việc của các anh tự bôi do chắc chấu lên cái bộ quân phục nó vốn dĩ nó đẹp đẽ với một cái sứ mạng của nó, để bây giờ các anh thay vì lựa chọn cái mục đích là bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ cho những quyền lợi của người dân, là những người mà đóng thuế để nuôi các anh, thì các anh lại quay ra các anh phục vụ cho một nhóm rất là thiểu số, đi ngược lại với toàn bộ lợi ích của cả dân tộc Việt Nam trên hơn 90 triệu này và của đất nước này. Thế thì các anh, và các anh nhận lại cái thành quả của cái việc các anh chỉ đảm bảo biết trưng cái khẩu hiệu còn đảng còn mình, ở đây đảng nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam. Các anh chỉ biết treo hẳn cái khẩu hiệu lên trên trụ sở của các anh, còn đảng còn mình. Các anh bất chấp đạo lý, bất chấp tất cả những cái gì thuộc về con người. Các anh sẵn sàng ra tay, các anh sẵn sàng thi hành những mệnh lệnh nó ngu xuẩn nhất, nó bỉ ổi nhất và nó khốn nạn nhất. Thế thì tôi thử hỏi các anh, làm sao người dân chúng tôi có thể dành tình cảm tốt đẹp cho các anh được, với nếu như các anh hoặc hành xử với những người dân như thế, đúng không ạ? Vậy cho nên tôi nói ở đây hôm nay tôi muốn gửi lời, đặc biệt gửi lời đến ông Khương. Nếu như ông cảm thấy đủ xứng cái uy, cái dũng, cái liêm và cái sĩ của một người làm tướng, đeo trên vai áo của mình làm tướng, cầm đầu 2 vạn chiến sĩ công an ở thủ đô Hà Nội, oách chưa, oai hùng chưa? Tại sao ông không dám ra đối mặt với một cái sự thật rằng nếu như ông coi cái sinh hoạt của đội bóng No FC của chúng tôi là bất hợp pháp, là phạm tội nghiêm trọng, ông ra một văn bản đi. Thậm chí ông có thể bắt, đọc lệnh bắt chúng tôi về cái chuyện đá bóng đó. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận và nổ nụ cười rất tươi, không hề một chút nào gọi là trách cứ ông. Nếu ông dám làm cái điều đó, ông dám làm một người quân tử như thế, ông xứng đáng làm vị tướng đứng trước 2 vạn chiến sĩ của ông, mà ông dám làm điều đó. Tôi đứng trước 100 anh em đấu, đứng trước 20 mấy anh em đã thường xuyên đá bóng, tôi sẵn sàng đấu với ông về cái chuyện đó. Tôi sẵn sàng, thậm chí nếu ông muốn bắn, tôi sẵn sàng là người ghi danh đầu tiên để ông bắn. Bởi vì đối với tôi, nhắc lại câu nói của tôi, sống 40 tuổi đã là thượng thọ rồi ông ạ, và tôi hơn 40 tuổi rồi, cho nên tôi được ngày nào là đang trời cho tôi ngày đấy, chứ không phải tôi sống để nếu tôi có chết người xa lạ vẫn còn giỏ nước mắt vì cái chết của tôi, vẫn gửi vòng hoa đến viếng của tôi, không như các ông sống để người ta đào mà bố mà mẹ các anh, các ông đã chết lên và chết người ta còn nhổ một bãi nước bọt vào cái chết của ông. Ông hãy lựa chọn đi. Nếu như ông, tôi lần hôm nay tôi livestream để tôi nói với ông, tôi đặc biệt tôi nói với ông Khương, kể cả ông Tô Lâm, các ông cảm thấy rằng việc làm của chúng tôi trái pháp luật, bất kỳ kể cả cái luật rừng và củ chuối nhất của chế độ ông già này, ông cứ ra văn bản, thậm chí ông có thể bắt bỏ tù hoặc là bắn giết chúng tôi chấp nhận điều đấy, nhưng tôi phản đối cái hành vi điều chuyển, xua đuổi, xua những cái anh lính trẻ nhá, những cậu lính trẻ, hãy để cho chúng nó có tương lai, đừng biến người ta thành những con robot, đừng làm việc bất nhân bất nghĩa như vậy nhá. Và các anh lính, các anh, tôi cũng gửi lời đến các anh, các anh cần con người, nó có bố mẹ tổ tiên nhà các anh đã để lại hồng phúc một chút nào đó, thì cố các anh, nếu mà không tích được cái tí đức nào cho các con cháu đời sau của các anh ấy, thì các anh cố gắng làm sao đừng hủy những cái phúc đức của ông bà tổ tiên của mình đã bao nhiêu đời để lại cho các anh, đến đời các anh mà các anh làm những điều bất nhân bất nghĩa như thế với dân với nước, thì các anh sẽ tiêu tán hết tất cả những cái phúc đức đó. Và tôi cam đoan cái phúc đức của các cụ mà không còn thì đời sau con cháu thì nó cũng không có cái gì hay ho và tốt đẹp cả các anh ạ. Thế còn tôi thì sẵn sàng, tôi nói gửi lời đến các anh này, thay vì các anh đến phá rối đội bóng chúng tôi hôm nay ngay tại sân tượng có đề nghị các anh hãy thành lập những cái đội bóng của các quận, các phường. Chúng tôi sẽ sẵn sàng gửi thư giao lưu đá bóng học hỏi chúng ta trên tinh thần tôn trọng nhau, tôn trọng sự khác biệt về quan điểm chính trị, khác biệt về tư cách, khác biệt về lối sống.
nhưng mà chỉ thuần túy về thể thao và chơi với tinh thần fair play, thì anh em nuôi FC của chúng tôi sẵn sàng sẽ thi đấu với các anh nhé. Và các anh có thể, bởi vì sao, khi thi đấu các anh có thể nhìn thấy chúng tôi làm cái gì, các anh có thể khống chế được. Ví dụ chúng tôi phạm tội các anh có thể bắt ngay tại chỗ, đúng không ạ? Hay là các anh gọi các đồng đội của các anh mặc cảnh phục đến bắt ngay chúng ta tại chỗ, chúng tôi chấp nhận điều đấy. Thay vì các anh làm những cái việc này, tôi cảm thấy nó xấu hổ cho cả các anh, nó chui nhủi rồi ngay cả cái ánh mắt của các anh. Bây giờ về tối các anh nằm, đêm nay nóng lắm, các anh không ngủ được. Kể cả tôi nghĩ rằng có nằm ở trong phòng điều hòa thì cũng sẽ khó ngủ. Các anh thử hỏi mình xem, các anh làm thế có đúng không? Có đúng không? Và chúng tôi làm thế có gì sai? Tôi sẵn sàng đối thoại với các anh để những cái chuyện đó. Chúng ta hãy cố gắng sống làm con người, thay vì chúng ta sống làm một cái gọi là chỉ là một động vật, hay là một sinh vật sống, hay là một con robot. Tôi nói câu cuối cùng, làm người thì khó, chứ còn làm chó thì nó dễ lắm. Vâng, tôi xin chúc sức khỏe các anh, và các anh có những cái buổi đối thoại tốt đẹp hơn với tôi. Xin gửi lời cảm ơn tất cả các anh, gửi lời chào tất cả mọi người. Nam của chúng ta là một cái dân tộc rất ưa chuộng môn bóng đá, hoặc là xem theo dõi bóng đá, hoặc là tham gia thi đấu ở những cái trận đấu mang cái tính rất là nghiệp dư như kiểu của chúng tôi chẳng hạn. Thế thì trên khắp cái tỉnh cái thành phố Hà Nội này, hay là gọi là thủ đô Paris tráng lệ vương dần hai này, nó có hàng vạn những người dân bình thường, sau mỗi một ngày làm việc hoặc là những cái dịp cuối tuần, người ta dành thời gian để luyện tập mà thể thao, để đảm bảo sức khỏe, để có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, trao đổi với nhau về tất cả các cái, chia sẻ với nhau những cái niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Thế thì đó là một cái điều rất là bình thường, và đương nhiên những cái hành động đó nó không có gây tổn hại gì cho bất kỳ ai cả. Tôi không hiểu những người cộng sản, tất nhiên là tôi không muốn nói là những cái ông những anh thiếu tá, hay là những anh đại úy hay trung úy, vì những cái người là người lính, tôi coi là những người đàn em mà thực sự họ chỉ ít tuổi hơn tôi. Tôi coi là những người đàn em, tôi không muốn bình luận nhiều về họ. Nhưng tôi muốn đặt câu hỏi cho những cái người gọi là cầm quyền lực, đặc biệt là những vị bộ trong ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, những vị ủy viên của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, mấy chục vị, mấy trăm vị như vậy. Tôi thử hỏi quý vị, nếu như thay vì người dân tham gia sinh hoạt những cái môn thể thao để rèn luyện sức khỏe như thế, mặc dù kể cả trong một cái thời tiết khắc nghiệt như ngày hôm nay, nhiệt độ hơn 40 độ C và trên mặt đường nhựa thậm chí đến 60 độ C, hơn 50 độ đến 60 độ C và có thể rán trứng được ở trên mặt đường. Vậy thì thay vì chúng tôi tham gia sinh hoạt những cái hành động nó bổ ích như thế và rèn luyện sức khỏe và nó tốt cho chúng tôi cũng như tốt cho xã hội, hay là các vị lại muốn rằng những thanh niên Việt Nam đổ đốn chỉ biết hút sách, ma túy, cờ bạc, đĩ điếm, tôi hỏi các ông có muốn chọn cái phương án nào? Tại vậy thì tại sao các ông lại phải huy động một lực lượng rất là đông, không phải cứ hôm nay, cái ngày hôm nay là cái đỉnh điểm, và hai nữa là nó có bằng chứng rất là cụ thể là các ông với cảnh phục đàng hoàng, với cầu hiệu, vé áo, với con những sao, những gạch, thiếu tá, đại úy và rất nhiều các úy, các sĩ khác nữa. Thì tại sao các ông phải cho một cái đội ngũ chỉ ăn lương của người dân và lại đi quay ra lại phá rối và gây khó dễ cho chúng tôi trong cái chuyện sinh hoạt thể thao? Ngay trên sân, tôi đã chất vấn anh đại úy Hùng và anh có nói rằng là anh đấy ra đây làm nhiệm vụ. Tôi nói rằng trên sân bóng này, chúng tôi trả tiền cho sân bóng, cho chủ sân. Chúng tôi tuân thủ nội quy của họ là sinh hoạt thể thao, đá bóng thuần túy. Vậy thì tôi có làm điều gì sai? Và cái việc đá bóng của chúng tôi, nó là những cái cam kết, nó là những cái gọi là thỏa thuận dân sự giữa chúng tôi là những thành viên NoFC đá bóng với chủ sân là cái người mà có cái thuê cái mảnh đất đó để mà cho chúng tôi. Và chúng tôi trả tiền. Chúng tôi đá bóng, chúng tôi trả tiền, chúng tôi uống nước, chúng tôi trả tiền như tất cả mọi người, cũng như là ngay cả những cái ông công an đi đá bóng thế thôi. Chúng tôi không hề ăn quỵt. Thế còn các anh công an đi đá bóng ăn quỵt thì không, tôi không biết. Nhưng mà riêng với chúng tôi trả tiền đầy đủ, từ tiền thuê sân, tiền thừa mua nước uống, tiền gửi xe, chúng tôi đều trả đầy đủ và chưa bao giờ chúng tôi có một hành động ăn quỵt hay là làm gì nó xâm phạm đến cái quyền lợi giữa cam kết giữa chúng tôi đội bóng với lại cái chủ sân là cái người cho chúng tôi thuê trong vòng 1 tiếng rưỡi hoặc là 2 tiếng gì đó. Vậy thì tôi hỏi các anh đại úy Hùng là tại sao anh này, nhiệm vụ của anh đây là gì? Cái hoạt động của anh em chúng tôi ở sân bóng ngày hôm nay, ở trên sân bóng ở phường ở Định Công Hạ ấy, thì các bạn cũng biết là công an Việt Nam họ đã cử người, cử công an hôm nay, họ rất là cảm ơn các anh ấy, là ít nhất thì các anh còn mặc cái bộ cảnh phục, được
nhân dân đóng thuế ra để các anh mặc đầy đủ, không như mọi bữa khác là anh phải giả dạng quân đồ. Thì hôm nay riêng cái điểm đó, thay mặt đội toàn thể đội NUFC, tôi gửi lời chân thành cảm ơn các anh, vì dẫu sao nữa thì có một sự đàng hoàng, chút đàng hoàng nào đấy. Mọi người cũng biết là hôm nay thì nhiệt độ ở thủ đô Paris tráng lệ version 2 cực kỳ khủng khiếp. Và có lẽ từ tôi hơn 40 tuổi đầu và từ thủa cha sinh mẹ đẻ, tôi ra đến lúc này chưa có một lần nào nóng khủng khiếp như là hôm nay. Mặc tuy là như vậy, thế nhưng mà anh em của chúng tôi thì vẫn rất nhiệt tình, cái tinh thần thể thao rất là hăng say. Và như thường lệ thì buổi chiều 4-5 giờ chiều chúng tôi tập hợp nhau lại để sinh hoạt thể thao lành mạnh, để rèn luyện sức khỏe. Nhưng mà khi mà chúng tôi đá bóng được khoảng 10, 15, 20 phút gì đó thì phía công an phường Định Công hay là Định Công Hạ gì đó, tôi không rõ, nhưng mà ở phường, cái địa điểm đấy là ở Định Công Hạ, thì họ đến, họ ra lệnh cho chủ sân là không cho chúng tôi đá bóng. Thì các bạn theo dõi cái live stream buổi chiều nay, các bạn cũng biết được cái diễn biến nó xảy ra như thế nào rồi. Tôi chỉ muốn bình luận về cái chuyện các anh ấy, các anh công an ngay ở trên sân ấy, thì người cao nhất mặc cảnh phục bước vào sân để phá đám cái việc đá bóng của chúng tôi là đeo cấp hàm thiếu tá, và người thứ hai là cái đeo cấp hàm đại úy. Thì cái viên thiếu tá đó, khi mà anh ta ra sân thì tôi đi đến và tôi đối diện với anh ta, thì khi tôi cứ đi đến thì anh ta lại quay mặt đi, anh ta lại quay mặt đi và né luôn cả cái biển hiệu và số hiệu của anh ta trên ngực. Và anh tôi quay mặt hướng đông thì anh ta lại quay hướng tây, tôi quay hướng, anh lại quay về hướng bắc. Anh không dám, anh không dám đối diện với tôi để trả lời những câu hỏi chất vấn của tôi là tại sao các anh lại làm những việc như vậy, và các anh là dựa trên cái cơ sở pháp lý nào mà các anh lại dừng cái việc sinh hoạt thể thao nói chung và đá bóng nói riêng của những người công dân như tôi. Thì họ, anh ta né tôi, và chỉ có anh đại úy Hùng, tôi xin cảm ơn anh đại úy Hùng đã không né mặt trước một người như tôi là một công dân. Anh ấy có trả lời những câu hỏi của tôi, nhưng mà tôi hỏi là anh tại sao các anh lại dừng chúng tôi đá bóng. Các anh nói rằng là chúng tôi ra đá bóng thì các anh ấy nhận được lệnh không cho chúng tôi đá bóng. Tôi nói là các anh lệnh từ ai thì các anh ấy không nói được. Vậy thì tôi nói với các anh ấy là vì các anh đang mặc những trên mình những cái bộ cảnh phục, và theo quy định các anh đang đại diện cho pháp luật, và chúng tôi là những người dân, những người công dân đang thực thi những quyền hạn của mình, sinh hoạt những cái điều rất là bình thường. Bởi vì các bạn cũng biết dân tộc Việt Nam, đây là sinh hoạt giữa dân sự, giữa những người dân với những người dân. Nó có xảy ra trộm cắp, bí điếm, hút sách hay là buôn bạc giả hay gì không? Anh ta không trả lời được. Anh ta chỉ nói rằng tôi có nhiệm vụ ra đây. Tôi hỏi vậy thì anh ta, nhiệm vụ của anh cụ thể nó là cái gì? Phải chăng nhiệm vụ của anh là ra đây để quấy rối những cái hoạt động một cách dân sự của người dân phải không? Anh ta cúi mặt không trả lời được câu hỏi đấy của tôi. Cái sự cúi mặt đấy, tôi cảm ơn cái sự cúi mặt đấy. Bởi vì dẫu sao, trong tôi nhìn vào mắt anh ta và cái cúi đầu của anh ta một chút nào đó, nó còn thể hiện một chút con người. Nó không quá trở thành một con robot. Tôi ở đây tôi không miệt thị, nhưng tôi tiếp xúc với rất nhiều các loại công an cũng như an ninh, từ trên đường phố cũng như trong các văn phòng làm việc của họ, đầy đủ binh hùng tướng mạnh xung quanh tôi. Tôi đã từng như đó, và mỗi một dịp như đó, tôi thường lấy những cái dịp đó là cái cơ hội để tôi tiếp xúc, và tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của người ta để xem hội ta, trong người ta còn bao nhiêu chất của cái con người hay là nó toàn bộ là robot hết. Tôi rất, mọi người tôi rất gọi là phản đối cái chuyện gặp mặt công an hay an ninh, nhưng riêng đối với cá nhân tôi, anh chị, tôi sẵn sàng tiếp xúc với họ và tôi sẵn sàng đấu lý với họ, chất vấn với họ trên cơ sở người dân và thực hiện các cái quyền công dân căn bản, tức là quyền civil rights, quyền công dân, và cái hay là gọi là quyền chính trị đó, và quyền con người. Chúng ta sinh ra đều là con người, đúng không ạ? Chúng ta sinh ra con người có những cái quyền căn bản. Một trong những thứ đó là việc sinh hoạt thể thao, nó là một cái quyền rất là căn bản. Tôi nói với các anh Hùng hôm nay, tôi nói rằng các anh sau buổi làm việc của các anh có thể cởi bộ cảnh phục, các anh cũng xỏ giày và đi đá bóng như chúng tôi, không khác gì nhau cả. Vậy thì tại sao các anh lại bây giờ các anh lại điều quân điều tướng rất là đông đảo ra sân, rồi là đi vào sân một cách nó gọi là gì nhỉ,
nó rất là vô, gọi là tôi tức là nó không thiếu cái tính con người, đúng không? Tôi chỉ nói với tôi chứ nói về mặt pháp luật, riêng con người với nhau thôi mà các anh làm nói làm như vậy thì là không thể nào mà chúng tôi chấp nhận được. Thế thì thực ra ấy thì đối với anh em chúng tôi, những anh em NU đây, Thắng hay rồi Dũng hay là Hoàng Thành đây, rồi các anh khác đang ngồi ở đây, từ việc chúng tôi va chạm với lại các loại, các thể loại an ninh, công an, từ to đến bé, từ tướng tá úy sĩ đến loại lưu tử xã hội đen, chúng tôi va chạm hết, kể cả ban ngày cũng như ban đêm nha, chúng tôi va chạm hết. Chuyện này nó như là cái gãi ghẻ đối với chúng tôi thôi, nó chả là cái gì cả. Họ đã từng vác dao, vác ma tấu ra sân định chơi chúng tôi, nhưng mà có người nói rằng cắt cổ được thì cắt luôn tại đây đi cũng được, nhưng họ đâu có dám, họ đâu có dám. Chúng tôi đã từng như thế, và tôi đã nói, tôi nhắc lại, đối với tôi và những người như khác, một câu nói của tôi, sống làm người để 40 tuổi đối với tôi đã bằng những người khác sống mà không rũ bỏ cái trách nhiệm làm người đến 80 rồi. Cho nên tôi hơn 40 tôi đang thượng thọ rồi, với người khác 80 là thượng thọ, với tôi 40 là thượng thọ, và tôi hơn 40 tôi thừa tuổi thượng thọ. Tôi nói với các anh như thế. Vậy thì các anh phải biết rằng là gì, tôi không trách cứ quá nhiều những anh lính chân đen nha, những anh lính mà, nhưng hôm nay tại vì tôi nhìn thấy trong ánh mắt của anh Hùng, đại úy Hùng, có một cái sự ngượng nghịu và một sự bối rối. Tôi biết trong người anh vẫn còn một chút nào đó con người, chứ nó không phải là hoàn toàn robot cả. Tôi muốn nói chuyện đây để cho những anh vẫn còn một chút con người để các anh suy nghĩ, cùng suy nghĩ với chúng tôi. Chứ tôi những cuộc dạng robot tôi không cần phải nói. Nhưng tôi muốn nói với các anh đang thực thi cái mà các anh gọi là nhiệm vụ đấy. Tại sao các anh, chúng tôi đá bóng các anh ra sân, nhiệm vụ là gì? Các anh không trả lời được. Và nhiệm vụ của anh chỉ là để quấy rối. Vậy thì tại sao? Tại sao một người có đầy đủ quyền hành, công lực trong tay, mình khoác những cái bộ áo và đại diện cho cả một cái chính quyền, cầm quyền lực trong tay, các anh hành xử một cách mà nó lại thiếu một cách minh bạch, rồi là nó không ngay thẳng như thế, để do người dân. Và đặc biệt hôm nay đội bóng của chúng tôi có một người bạn là người nước ngoài, là thì chúng tôi có mời ra để xem chúng tôi thi đấu. Thế thì bạn ấy đã vô tình, bạn ấy lại chứng kiến được tất cả những cái hành động của các bạn, và người ta có hỏi tôi về rất nhiều về những cái chuyện là tại sao nó lại như xảy ra như vậy nọ kia. Tôi quả thực với các anh là tôi không thèm nói xấu mà điều gì, thậm chí tôi còn nói tốt cho các anh, tôi nói đỡ cho các anh nhé. Tôi nói rằng là gì, có thể hôm nay trời nóng quá, chừng chưa trong lịch sử chưa bao giờ có một cái trận nóng như thế này, hơn 40 độ C. Có thể các anh công an đó thông cảm, có thể mà thần kinh người ta không được vững, cho nên là người ta nói tiếng Việt mình ấy, tức là nó bị động kinh đấy. Thì tôi nói là như thế, thì tôi nói vui với họ, tức là tôi nói giảm, nói tránh đi cho các anh đấy, chứ tôi không thèm là nói xấu các anh đâu nhá. Tôi chưa thể thèm nói sự thực thôi, tôi chỉ nói ngay cả lúc ở sân, các anh có nhớ không, tôi ngồi tôi nói luôn đấy, các anh cứ rêu rao rằng chúng tôi nói xấu các anh. Vậy thì tôi hỏi các anh ngay cái hành động chiều ngay ngày hôm nay xảy ra lúc này, tôi có nói xấu các anh gì hay không, hay chính những hành động của các anh đang tự bôi xấu vào mặt các anh và những người cao hơn các anh rất nhiều, đúng không ạ? Đó, tôi nói rồi, chỉ cần tôi nói đúng sự thực thôi, chứ không cần phải nói xấu nhá. Bởi vì tôi cần gì phải nói xấu, cái đít nồi nó đã đen rồi thì cần gì phải bôi làm gì cho nó bẩn tay mình, đúng không ạ? Tôi chỉ cần nói rằng cái đít nồi kia đen, thế thôi. Còn người ta, những người nước ngoài đó, người ta tận mắt chứng kiến và người ta sẽ có cái soi xét của người ta, người ta có những cái bình luận, có những cái nói viết về cái chuyện đó xảy ra. Tôi cảm ơn các anh hôm nay ở phường Định Công hay Định Công Hạ gì đó, ít nhất thì các anh cũng đã một cách gọi là nghiêm chỉnh, các anh mặc cảnh phục mặc dù trời nóng, nhưng các anh vẫn mặc cảnh phục đầy đủ, chứ nó không có như những cái sân khác, những cái phường khác, quận khác lại công an phải cười bỏ áo ra, phải đóng vai làm xã hội đen. Nó thấy các anh, nó thấy nó bẩn tiện quá không? Tại sao các anh nhỉ? Tôi nói với ông Khương, hôm nay tôi nói muốn nói với ông Khương, giám đốc công an thành phố Hà Nội, ông là người thứ ba, đời giám đốc thứ ba của công an Hà Nội, dám đã đối mặt với chúng tôi, đối diện với những cái việc làm của chúng tôi, những anh em, những người dân Hà Nội. Chúng tôi thực ra làm những cái việc với tư cách là thành viên NU FC. Các ông thừa biết chúng tôi tham gia biểu tình phản đối cái chính sách xâm lược ở trên Biển Đông của nhà cầm quyền Bắc Kinh từ cái năm 2007, khi mà họ tuyên bố thành lập Tham Sa năm 2007 cho đến bây giờ là 2007, 10 năm trải qua. Trải qua biết bao những cái cuộc biểu tình của anh em chúng tôi, cũng như người dân Hà Nội, cũng như là tất cả ở khắp nơi ở trên cái đất nước Việt Nam này mà tham gia ở các thành phố lớn, đặc biệt ở Hà Nội. Thế thì các ông thử nhìn xem, các ông lúc đó các ông nói với chúng tôi là như thế nào? Các ông bắt chúng tôi bắt cóc về đồn, có những người bị đánh đập, có những người bị tra khảo, dọa dẫm, các ông đủ mọi cái hình thức, mặc dù quyền lực trong tay, nhưng các anh đủ các cái trò bỉ ổi và bần tiện đối với những người biểu tình như chúng tôi. Mà chúng tôi biểu tình là gì? Là nói lên tiếng nói của người dân trước cái việc lãnh thổ lãnh hải của quốc gia của chúng ta bị nhà cầm quyền Bắc Kinh, người ta xâm lấn. Từ năm 2007, từ khi nhà cầm quyền Bắc Kinh tuyên bố thành lập Tam Sa cho đến lúc này, các anh biết họ đã làm những cái gì chưa? Các anh, họ đã biến những cái pháo, những cái đảo đá chìm, vốn dĩ là chìm,
cướp bằng vũ lực như Gạc Ma, như Châu Viên, như Chữ Thập. Bây giờ họ biến thành những cái nơi pháo đài bất khả xâm phạm. Họ xây hòn hải đăng, họ bố trí ra là trạm radar để mà có thể khống chế toàn bộ Biển Đông cũng như cái lãnh thổ của Việt Nam mình, bán kính của họ hàng nghìn km. Và bây giờ họ đang điều ra các máy bay và tên lửa. Tên lửa là gì? Để khống chế, để sẵn sàng chĩa những cái ngọn tên lửa đấy vào đất nước của chúng ta là chính. Vậy trong khi đó, những người đảng lãnh tụ hay là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và người đương nhiệm là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn luôn rêu rao rằng Trung Quốc là người đồng chí tốt. Vậy thì tốt đẹp cái gì khi mà nó chứng nó chĩa súng vào đầu mình mà lại họ lại tốt đẹp? Vậy thì tại sao tôi không phải là đảng viên Đảng Cộng sản? Tại sao tôi phải nghe lời những cái người kẻ mất danh là Cộng sản như thế? Tôi xin nói với các ông, đất nước Việt Nam còn tồn tại đến ngày hôm nay, nó là chất đống của hàng triệu, hàng triệu kg xương máu, hàng tỷ lít máu của bao thế hệ người Việt, chứ nó không phải của riêng những người Cộng sản, của các ông, đúng không ạ? Thời xưa tiền nhân đã nói gì? Một thước đất mà để lọt vào tay giặc, phải trắng đội chu ti cửu tộc. Các ông đã xứng đáng chưa? Các ông đã xứng đáng để cái quyền các ông gọi là lãnh đạo đất nước chưa? Hay là các ông để từ cái chuyện mà những cái điểm đá chìm bây giờ trở thành những pháo đài bất khả xâm phạm của thằng giặc Trung Quốc? Các ông có thể coi Đảng Cộng sản Trung Quốc là bạn, nhưng đối với người dân của chúng tôi, những người có tiếng nói và có lý trí, không bao giờ coi những kẻ xâm lược đó là bạn mà muôn kiếp là kẻ thù. Tôi nói với các ông là như vậy nhá. Cho nên là các ông có thể ôm chân bờ đỡ, nhưng chúng tôi những người Việt sẵn sàng đứng thẳng người và cất lên tiếng nói chính thức của mình để xả thân bảo vệ Tổ quốc. Đó là cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ của chúng tôi. Các ông không có quyền tước đoạt cái quyền đó, và nếu ông sẵn sàng, chúng tôi sẵn sàng đáp trả lại các ông cái những ngày đó. Các ông không có quyền gì tất cả. Ở đây tôi muốn nói chia sẻ với các anh công an, những anh lính, tôi nói kể cả đến tá, đại tá rồi xuống, chỉ là như chó con mà là lính mà thôi, chứ là cái gì cả. Các anh phải hiểu rằng đất nước còn tồn tại đến ngày nay, nó không phải là do của những người Cộng sản. Thậm chí ngay cả dưới sự lãnh đạo của Cộng sản, như các ông nói, nó là xương máu của hàng triệu con người, trong đó có cả người thân của gia đình tôi nhá, chứ không phải là của những người Cộng sản. Vậy thì tại sao các ông để mất như thế? Và tôi với là một người tư cách cá nhân con người, tiền nhân có nói, quốc gia hưng vong thì thất phu và hữu trách. Đất nước gặp những cái điều tiếng như thế, chúng tôi với tư cách người dân, chúng tôi có quyền nói lên tiếng nói của mình. Chúng tôi chỉ ra rằng những cái đó là người Trung Quốc dùng vũ lực, dùng sức mạnh để cưỡng chiếm, để cướp đoạt, chứ không phải là của họ. Thế tại sao các anh lại nghe lời của họ? Các anh sử dụng những cái trò bẩn tiện và bỉ ổi như vậy. Các anh đồng hoàng, nếu như chúng tôi có sai, tôi nói ngay các anh ở trên đó, trên sân, nếu như cái việc thành lập đội bóng NUFC và sinh hoạt của đội bóng NUFC có cái điều gì các anh bảo là vi phạm pháp luật, tôi đề nghị các anh làm văn bản. Nếu các anh không đủ thẩm quyền và tư cách để làm cái văn bản đó, tôi đề nghị các anh nói lên với ông Khương, hiện tại là đương kim giám đốc của công an thành phố Hà Nội, hãy ra một văn bản và ghi rõ ở trong đó, ký tên đóng dấu ông Khương vào đó, là từ ngày ABCGRS này tuyệt đối cấm những thành viên NUFC có tên sau đây, liệt kê đầy đủ tên chúng tôi ra, không được phép đá bóng. Chúng tôi không đá bóng ngay nhé. Ông Khương thân làm tướng phải có cái uy, cái dũng, cái liêm và cái sĩ. Tại sao ông